Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường ngày 2 tháng 10 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hội chợ quảng bá tiêu thụ nông đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP kết hợp với tuần lễ nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình vừa khai mạc hôm qua tại Hà Nội. Với khẩu hiệu cùng nông nghiệp Việt Nam vượt đại dịch COVID-19, trên 100 gian hàng của hơn 20 tỉnh thành trong cả nước đã giới thiệu tới người tiêu dùng thủ đô nhiều mặt hàng nông sản như chuối ngự Đại Hoàng, măng Tuyên Quang, miến Bắc Cạn, nếp Tú Lệ, nấm lim xanh Quảng Nam, sâm tươi Ngọc Linh, bò một nắng Phú Yên. Hội chợ sẽ thúc đẩy kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nông sản, thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP của các địa phương tới người tiêu dùng thủ đô và các tỉnh lân cận. Tuyên Quang cũng là địa phương có nhiều đặc sản, thuận lợi cho việc triển khai chương trình OCOP. Dù mới thực hiện được 2 năm, nhưng chương trình này đang dần khẳng định là hướng đi đúng, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị các nông sản đặc trưng tại địa phương. Năm 2020, để hoàn thành mục tiêu tiêu chuẩn hóa cho 74 sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình OCOP, tỉnh đã chi hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ các chủ thể xây dựng, cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nâng cấp thiết bị sản xuất, chế biến. Với sự nỗ lực của người dân, ngành nông nghiệp và các địa phương, Tuyên Quang đã có những sản phẩm OCOP đầu tiên được gắn sao, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Cũng liên quan đến sản phẩm OCOP, rượu nếp Dần Thàng của Lào Cai được làm từ men lá, có thể hỗ trợ điều trị một số loại bệnh như đau xương khớp, nhức mỏi chân tay, dị ứng. Rượu mang hương vị đặc trưng cay nồng và rất thơm. Sản phẩm đã được nâng cấp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hướng tới đạt sao OCOP cấp tỉnh. Là người có trên 30 năm nấu rượu, bà Triệu Thị Cói, thôn Nậm Tâm, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn cho biết, rượu nếp của người Dao ở Dần Thàng có từ khi khai sơn lập bản. Để nấu ra những giọt rượu nếp thơm ngon thì ngoài các nguyên liệu đặc trưng, người nấu còn phải có bí quyết riêng. Muốn rượu thơm ngon, quan trọng nhất là men lá, sau đó đến cách trộn men, ủ rượu và nấu rượu. Men phải lấy đầy đủ các loại dược liệu. Rượu ủ vừa phải, không ủ nóng quá hoặc nguội quá. Nóng quá rượu sẽ chua, còn nguội quá rượu sẽ đắng. Nấu rượu hơn 30 năm rồi, cũng rút được nhiều kinh nghiệm để nấu rượu thật thơm ngon. Để giữ gìn nghề nấu rượu truyền thống, hiện bà Cói đang truyền dạy bí quyết cho con dâu. Lúc mới đầu học mẹ nấu rượu, tôi nghĩ mình không làm được vì rất nhiều công đoạn. Nhưng dần dần tôi cũng đã nấu thành công. Bây giờ mẹ già yếu rồi, phần lớn tôi làm để giữ được nghề truyền thống và có thêm thu nhập cho gia đình. Gạo dùng để nấu rượu là loại gạo nếp địa phương, trước đây được bà con trồng trên nương. Gạo có độ thơm bùi và được bảo quản trên gác bếp. Men rượu được làm từ 20 loại thảo dược trộn lẫn chấu đã nghiền mịn cùng với bột khô của một số lá thảo mộc. Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, bà Triệu Thị Cói và các hộ nấu rượu ở Nậm Tâm đã cải tiến quy trình chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi cũng học nấu rượu được mấy năm rồi. Từ khi về làm dâu đến giờ, nói chung nấu rượu không khó. Mình chọn được thóc đẹp, sắt gạo đẹp không vỡ, ngâm gạo, thổi sôi, trộn men và ủ tốt thì rượu mới thơm ngon. Trung bình mỗi năm bà Cói bán ra thị trường từ 500 đến 600 lít rượu với giá 50.000 đồng một lít, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đáng mừng là sản phẩm làm ra đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, hướng tới đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Nhờ đó, rượu nếp Dần Thàng có cơ hội được biết đến rộng rãi hơn, góp phần giữ gìn nghề truyền thống và tăng thêm thu nhập cho người dân. Thời điểm này, các doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên cả nước đang tìm giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối tháng 7, cả nước có 12 tỉnh thành đã phục hồi 100% tổng đàn lợn so với thời điểm trước dịch tả lợn châu Phi. Ngoài nguồn cung trong nước, thị trường thịt lợn còn phụ thuộc vào nhập khẩu. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, đã có hơn 93.000 tấn thịt lợn các loại nhập khẩu vào Việt Nam, tăng 223% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện một số doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn cho biết, từ nay đến cuối năm, nhiều đơn hàng đã và sẽ tiếp tục ký để phục vụ nhu cầu trong nước. Xuất khẩu mực khô đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 1.800 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của mực và bạch tuộc Việt Nam là Hàn Quốc, ASEAN, Liên minh châu Âu, EU, Mỹ và Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu ổn định nhất. Trong tổng cơ cấu xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam, thì mực chiếm 55,2%, bạch tuộc chiếm 44,8%. Từ đầu năm đến nay, trong khi xuất khẩu bạch tuộc và mực tươi giảm, thì xuất khẩu mực khô lại tăng trưởng dương 23%, đạt 79,3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1.800 tỷ đồng.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thị trường ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.